Cà na lúc gầy nó ra bông quá chừng luôn. Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Bữa nay hôm gầy mưa rồi mà ve nó vẫn còn kêu, chắc vẫn còn con sót lại. Có bạn nào đó yêu cầu mình quay cái bồn nước nè. Đây là cái bồn nước. Cái ống dẫn nước lên thì từ trên dẫn vô. Còn cái ống mà xả thì mình lại đặt cái ống ga. Xả xuống xong mình chia ra làm 3-4 vòi. Còn cái ống xài thì mình để dành xả cái ống nó bự hơn. Trời sáng nắng chút, giờ kéo mây đen rồi. Ở bên đây bầu trời còn sáng, phía bên đây bầu trời đen thùi lùi. Ủa, cái muối hầm gì vậy? Hầm với xương, ba môi xương gì đó, xương giò, xương gì đó. Này là mắm cá lóc, chiên thịt ba gọi. Đây là cá rô kho. Tiêu, bỏ ớt, bỏ hành. Bỏ hai cọng giá, bỏ ngò. Vô đi. Này còn mấy củ nén này mình có thể đập ra mình ướp luôn. Nó giống như hành thôi. Chứ để không xài mốt nó hư. Cá cho anh không có ăn gì nữa. Thơm ạ. Cá rô kho củ nén. Bỏ miếng ớt vô cho nó thơm. Cái này món mới nha, cá rô kho củ nén. Nhà ăn cơm chắc 3 chén. Có xanh đó nè. Cái này là canh cua. Hủ tiếu cua. Ủa, hủ tiếu cua. Oh yeah. Nấu cho mẹ nè. Ủa chứ phải anh à, chứ phải tưởng là nấu ăn chung. Anh ăn cơm kìa, cá rô kho kìa. Hủ tiếu cua. Này mua mấy cua nấu hủ tiếu cho mẹ ăn cho có canxi. Giờ đổ thêm miếng nước sinh tô. Em sinh rồi. Thank you.
ngoại nấu rồi súp xong ngoại chung mì ăn. Hồi trộn bớt ăn với mắm chân. Rau này rau hoa nai, với lại có một số mới mua là bông điên điển. Có chuối nè. Chuối này là chuối dông. Chuối ngự, chuối dông gì đó. Trời chuyển mưa nãy giờ mà không mưa nổi. Trời thấy vậy chứ rất là hầm hì. Hy vọng là sẽ mưa cái cho nó mát. Trời chỉ mưa mà cây cối đứng yên rồi không có miếng gió luôn, cho nên rất là hầm. Bỏ một củ hành tím vô. Và trái ớt xanh. Bỏ ớt đỏ, bỏ ớt xanh rồi. Đổi màu lại giống như hành dấp cái. Nó đỏ có rồi, nhiều ớt đỏ rồi. Này nấu nước súp cua với lại củ sắn, tôm khô, và nấm rơm, củ cải trắng nè. Còn miếng củ nén thì mình bỏ vô hết. Cái này mình không có đập, bỏ nguyên củ vô. Tại vì để không ăn ở nhà không ai ăn rồi để vài bữa cũng bỏ nè. Bỏ vô cho nó thơm. Canh không? Cái đó là bỏ vô hủ tiếu. Nè còn bịch củ nén. Chừng biết nãy bỏ vô hết luôn. Trời trời. Để cái nào ăn. Có thấy ai ăn gì đâu, hồi lâu mua về để yên đóng không kêu nấu cái này kia bỏ vô không ai chịu bỏ hết trơn. Hồi đó chưa biết ăn hả? Hồi đó nấu mì quảng nó còn dư nhóc trơn kêu ăn không ai ăn trơn bỏ cái cuối luôn. Mời quý cô chú anh chị các bạn thưởng thức bữa cơm gia đình nha, cùng mình nha. Đây có mắm, đây là một món huyền thoại đặc trưng, món huyền thoại đặc trưng của miền Tây sông nước, đó chính là mắm chân thịt ba rọi. Ê, ba quan cơm ba. Này là cái rô kho củ nén, ai ốm ngán ăn rất ngon. Cái bổ đó, chị nấu hay. Trời đất ơi, đâu có thịt heo đi. Chắc động ghê. Thấy hồn chưa. Ông gấp bỏ vô. Tôi gấp bỏ cho bà ăn, phải không? Tình gấp cảm, ăn lại ông cục. Ăn lại đi. Trộn 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 lên. Người ta xanh, bỏ ăn này. Không có ngủ. Vô chén. Có thịt gà.
không biết con mới cộng vô ôm nữa. Củ nén ăn nó giống như củ nén à. Ăn nữa củ đây. Giống như củ nén à. Củ nén ăn giống giống như củ kiệu. Dạ. Chín rồi. Như củ kiệu. Nhỏ quá thì củ nén thôi rồi sao? Chắc vậy mà. Nó tên nó vậy hả? Tên nó là cái loại giống. Tên nó là hành tâm. Ôi ngon nè. Thấy không? Cái con ruộng nè. Cái con ruộng. Ngon không? Ngon. Chà, còn tơ bới nữa, tơ bơm ra. Ăn miếng cơm đi. Ăn này đi. Ăn này không đi. Sạp cho heo rồi à. Mình rất ăn không được, nhiều lắm. Tao mua nhiều lắm, ăn đi. Thấy gì á, nước mắm mà cho nó trắng không? Để ăn là không hết bởi. Ăn thấy đi. Chơi đi quen. Không phải mua nhiều lắm. Vút cái móng không quen. Ăn ngon á. Một cái nọ. Thầm một nồi. Ăn chị Năm nha. Cô coi vậy không ăn cơ. Ăn mắm ngon mà. Cá. Chỗ hôm nay có ốc rồi. Có dược bắt chuối gì vậy? Dược qua. Nè. Bắp chuối nhà mà nó mới hái xuống á, ăn ngon gì đâu. Dạ, ông bắt sát bên nhà. Ông bắt được để canh. Có ốc gì trộn. Ba mì giờ cũ bộn rồi. Mấy đây có cũ không? Ừ, có rồi đó. Nó chậm hơn nào hả? Ừ, mới không? Không tốt. Cao nhiều rồi. Bạn nhiều. Cái gì ngáp rồi quen. Ăn cá gôn này lừa tôi mỏi miệng thiệt luôn. Nói với người Vinh với cá hè. Ảo ảo rồi. Ăn cá lừa xương cho kỹ. Cá gô xương dữ lắm. Cá gô mày xương nó bén lắm chứ không phải xương. Xương bén. Nó gần cái đuôi á, nó xương chút à. Trộn ăn 2 cộng. Anh ăn luôn không? 2 cộng. Cái gì trời. Trộn cho nó ăn chứ. Cái gì trời. Một bé hả? Còn anh đâu nhỏ hả? Tiện chéo rồi mà. Ăn miếng cơm giờ thấy hủ tiếu cua đồng. Ăn thêm một miếng nhỏ nữa. Miếng cua đồng thành đồng nó đậu hả? Bỏ vô miếng gỏi luôn. Trộn lên như bún riêu vậy. Nhiều cứng béo. Tên vậy nè. Nè, thấy không? Nè, dĩ chứ o vậy đi. Vậy nè. Con Uyên à. Uyên. Chim chè chua, chim gạo.
rách, rách.